là hai bạn. Bạn tớ hết đôi tay rồi. Đúng rồi đấy. Tớ nhìn thấy các bạn cũng còn có đấy. Nhưng mà tớ không thèm xin đâu. Là gì á? Mẹ tớ mua dâu tây cho tớ rồi. Mua dâu tây á? Đâu, con thấy bạn cầm đâu. Mà dâu tây của tớ á, các bạn có lâu mới biết rằng á, quả dâu tây của tớ to nhất trên đời luôn. Quả dâu tây to nhất trên đời. Dâu này là mình to nhất rồi đúng không? Đúng rồi, này, dâu của tớ to nhất rồi đấy. Quả dâu của tớ á, to gấp 1000 lần quả dâu tây các bạn á. Hẳn 1000 lần. Làm gì có quả dâu tây nào thế? Dâu tây của Quyết Si đấy. Nào đừng có động vào quả dâu tây của tớ. BBTV. À ơi, đang ngồi với bạn Châu này mà giống như kiểu là đang đi xe máy. Con quen lắm thì con cưới Châu mà. Này, Châu tây ngon nhở? Thế mình ăn đi. Bạn được mấy xiên? Tớ có 5 xiên liền. Tớ được có 4 xiên. Thế thì tớ chia cho hai quả. Được. Nào, nào, cụm đi. Yeah. Thơm quá. Ngon thật đấy. Yeah. Đúng thật là ngon luôn. Này mà tớ chào hai bạn. Chào Tiết. Chào bạn Tiết. Các bạn ơi. Cho tớ ăn với. Ăn gì ấy? Ăn gì? Ăn dâu tây nè. Tớ được có 4 xiên. Bạn xin bạn Hà đi, bạn Hà 5 xiên. Bạn Hà ơi, cho tớ 1 xiên. Không, có 5 xiên thôi. Cho bạn thì tớ làm gì còn. Tớ xin 1 xiên thôi. Không, 1 xiên. Cận 1 xiên. Cận 1 xiên nhiều lắm. Thế thì á? Bạn cho tớ 1 quả thôi. 1 quả bé bé thôi cũng được. Chua lắm, cho bạn không ăn được đâu. Có, tớ thích ăn chua mà. Của tớ ngọt nhỉ, chắc là bạn không thích ăn ngọt đâu. Thế thì bạn Hằng lại ngọt rồi. Có, tớ cũng thích ăn ngọt luôn. Chắc không ăn mà ngọt cũng ăn. Sao cái gì bạn cũng thích đi nhỉ? Tớ 1 quả đi. Nhưng mà chát nữa. Chưa chín hẳn, chát lắm. Các bạn ăn được tớ cũng ăn được mà. Này, hay là cho bạn 1 quả. Tớ cho thôi mà. Các bạn có nhiều thế mà chẳng chưa tớ ăn gì cả. Nhưng mà từng này chúng mình ăn còn không đủ ý. Đúng rồi, ăn vèo quá là hết mà cho bạn thì làm gì còn mà ăn. Tớ chỉ xin 1 quả thôi mà chỗ này phải mấy chục quả liền. Nhưng mà tớ thấy quả nào cũng to, cho bạn thì tiếc lắm. Đúng rồi đấy, nhưng mà tớ có đâu. Bình thường tớ có quả gì tớ cũng chia cho các bạn mà. Đấy là lúc đấy, không phải lúc này đâu. Đúng rồi, nếu mà bạn có dâu tay chắc thì bạn đã cho chúng mình. Đúng, bạn đã cho bạn tớ dâu tay bao giờ đâu. Tại vì tớ không có thôi, nếu mà có tớ cũng cho mà. Ai mà biết được nhở? Cho tớ xin 1 quả đi, cho tớ xin 1 quả. Hà ơi, bên kia có hoa đẹp chút kìa. Hoa đẹp nhở, ôi có cả bạn bướm ở bên bông hoa kìa. Đi sang để chơi đi. Đi. Bye bye bạn Tiết nha. Bye bye. Các bạn thật là quá đáng nhá. Sau này mà mình có, mình cũng không thèm cho các bạn luôn. Yeah, thích quá đi. Dù mình không có quả dâu tây thật để ăn, nhưng mà mình đã được mẹ mua cho dâu tây squishy khổng lồ này. Rồi bạn Hằng với bạn Hà sẽ phải hối hận vì đã không chia sẻ dâu tây cho mình. Mình sẽ mang quả dâu tây này sáng khoe cho hai bạn ấy để hai bạn ấy biết mặt luôn. Ôi Hà ơi, hoa đẹp nhở? Hoa đẹp hay mà còn thơm nữa. Bên này này, bên này cũng đẹp này. Sao lại đẹp đấy nhở? Tuyết à, chào hai bạn. Bạn tớ hết dâu tây rồi. Đúng rồi đấy. Tớ nhìn thấy các bạn cũng còn có đấy. Nhưng mà tớ không thèm xin đâu. Là gì á? Mẹ tớ mua dâu tây cho tớ rồi. Mua dâu tây á? Đâu, con thấy bạn cầm đâu. Mà dâu tây của tớ á, các bạn có lâu mới biết rằng á, quả dâu tây của tớ to nhất trên đời luôn. Quả dâu tây to nhất trên đời. Dâu này là mình to nhất rồi đúng không? Đúng rồi, này, dâu của tớ to nhất rồi đấy. Quả dâu của tớ to gấp 1000 lần quả dâu tây các bạn á. Hẳn 1000 lần. Làm gì có quả dâu tây nào thế? Dâu tây của Quyết Si đấy. Nào đừng có động vào quả dâu tây của tớ. Nhìn đây này, to chua. Đừng có động vào của tớ. Nhìn này, nhiều quả dâu tây xuất hiện đó. Trời ơi, chua, to dần lên, to nào nào. Hay đấy, cho bạn tớ mua ăn. Còn lâu nha. Lúc này á, các bạn có chia dâu tây tớ đâu. Quả dâu tây vừa này ăn được. Dâu tây này chơi được, cho bạn tớ chơi cùng đi. Hồi nãy á, tớ năn nỉ các bạn không thèm cho tớ quả nào. Còn bảo là ngọt này, chua này, rồi chát này, bảo tớ không ăn được. Rồi á, quả này to lắm, các bạn không chơi được đâu. Chỉ mình tớ thôi. Không phải, bạn Tuyết ơi, bạn hiểu nhầm bọn tớ rồi. Lúc nãy bảo là bạn thích ăn chua nhưng mà rau của tớ lại ngọt nên là tớ không, mày không cho ấy mà chứ. Mà quả đó lại chát nữa. Sao tớ bảo là tớ cũng thích ăn cả chua cả ngọt cả chát, các bạn cũng có cho đâu. Tớ xin có mỗi một quả cũng không cho, sau còn chạy đi xem hoa chứ. Mình có quả dâu tây này á, không bao giờ quả dâu tây này bị hỏng này, mà mình chơi được rất là lâu này. To ơi là to luôn. Nào tay các bạn kia, sao lại chạm vào quả dâu tây của tớ? Tớ thử một chút thôi. Không cho đấy. Tuyết ơi. Sao này?
Bọn tớ xin lỗi. Tớ cũng xin lỗi. Vừa nãy bọn tớ hơi ích kỷ một chút. Bây giờ bọn tớ sẽ chia cho Tuyết ăn nữa. Nhưng các bạn ăn gần hết rồi mới cho tớ. Không phải, xiên của tớ đang còn nguyên này. Tớ cho hẳn Tuyết một xiên luôn. Mấy nhà tớ vẫn còn đấy, tớ về tớ lấy cho Tuyết nữa. Nhưng mà có phải vì tớ có quả dâu tây thì các bạn mới xin lỗi tớ đúng không? Không. Còn nếu mà tớ không có, các bạn vẫn không chịu chơi với tớ đúng không? Bọn tớ biết lỗi thôi mà. Tớ biết lỗi nha. Thế... sau này có cái gì chúng tớ sẽ chia sẻ với chia bạn cùng Tuyết. Thế lần sau nhá, các bạn có đồ ăn thì phải chia sẻ cho tớ, mà tớ có thì tớ cũng sẽ chia sẻ cho các bạn. Đồng ý luôn. Mặc dù nếu mà tớ không có thì các bạn vẫn phải chia đấy. Đồng ý luôn. Đồng ý nhá. Nè, mà không phải riêng tớ đâu, mà đối với tất cả các bạn khác cũng phải như vậy. Chúng ta biết rồi. Đây, cầm lấy đi. Đây, quả tớ nữa này. Thôi, tớ lấy một xiên được rồi. Tớ lấy để bạn Hà ăn đi. Thế cho tớ chơi cầm nhá. Tớ này, này to chưa? Thích thế, tớ thích được luôn. Bao nhỏ lại, bao nhỏ lại. Đấy, phòng to ra nhá. 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tết ơi, hay là Tết ăn thử đi. Xem có ngọt giống tớ bảo không. Tớ ăn thử một quả nhé. Ăn thử đi. Mấy các bạn nha. Ngon không? Một. Ngon lắm. Này, nhìn nhỏ, thích nhỏ. Thế bây giờ mình ra cái đá mình ngồi mình chơi nhá. Ồ, đi, ra bên kia kìa. Đi, đi. Các bạn hãy đăng ký, like, share kênh của BB nhé. Hẹn gặp lại các bạn.